Đúng như dự đoán, tuần lễ thời trang xuân hè năm 2015 dành cho nam giới đã mang đến cho những tín đồ thời trang những xu hướng nổi bật tưởng chừng bị lãng quên, quay lại với một sức hút mạnh mẽ. Và bên cạnh đó thì năm nay đã mở ra những xu hướng mới dành cho những anh chàng yêu thời trang trên toàn thế giới. Quần lưới, áo oversize, trang phục hoa là những phong cách mà các quý ông có thể theo đuổi nửa đầu năm nay. Quần short Bermuda xuất hiện ồ ạt ở tuần thời trang nam xuân hè 2015, trở thành một trong những xu hướng đầu tiên được nhắc đến nhiều nhất. Đây là kiểu quần ngắn trên gối, rộng và được làm từ nhiều chất liệu như jeans, kaki, lụa, voan. Diện cùng sweater hoặc áo sơ mi cộc tay, áo phông họa tiết là những cách phối hợp mốt. Hãng thời trang Versace không chỉ đem sự gợi cảm, nóng bỏng cho các cô gái mà còn gửi đến các chàng trai. Hãng này đi đầu trong việc lăng xê mốt quần lưới táo bạo trong tuần thời trang nam xuân 2015. Mốt này phù hợp với những người có cá tính mạnh, có thể phối hợp cùng áo sơ mi hay bomber jacket để cân đối được vẻ lịch sự cho chủ nhân. Mùa mốt này, nhà thiết kế Alexander McQueen muốn các chàng trai diện những chiếc áo oversize rộng thùng thình, thoải mái và năng động hơn là đóng bộ chỉn chu. Bạn có thể phối chúng với quần skinny jeans hay quần lửng da, giày da cổ điển hoặc Oxford, loafer đều rất thời trang. Mà cả bộ trang phục họa tiết hoa là xu hướng mà Givenchy đưa đến cho cánh đàn ông năm nay. Những gam màu trầm hoặc trắng đen sẽ khiến bạn toát lên vẻ lịch lãm, ngược lại hoa sặc sỡ sẽ phù hợp với những người nổi loạn.